Có phải bạn đang tìm nơi thiết kế logo nhận diện thương hiệu đẳng cấp thật sự? Bạn muốn thương hiệu của mình phải chuyên nghiệp, đẹp mắt, sang trọng và dành riêng cho bạn. Mebo có những thứ bạn cần và thứ mà đối thủ của bạn khao khát. Chúng tôi khác biệt. Với ekip sáng tạo phân tích kỹ lưỡng giá trị thương hiệu của bạn, Mebo tự tin bạn sẽ hài lòng. Gọi cho Mebo ngay 0909 242 986, tư vấn thương hiệu miễn phí. Đã kinh doanh là phải nhanh và chính xác. Đừng thờ ơ với giá dầu giảm. Phiên giao dịch ngày 20 tháng 4 năm 2020, thị trường thế giới ghi nhận giá dầu rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 2 thập kỷ qua khi thiết lập ngưỡng 16,39 đô la Mỹ một thùng đối với dầu thô ngọt nhẹ, có thời điểm chỉ còn 14,47 đô la Mỹ một thùng. Dầu Brent cũng giảm gần 1% xuống còn 27,85 đô la Mỹ một thùng. Thông thường với bất cứ nền kinh tế nào, giá dầu có tác động lớn đến tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các chỉ tiêu vĩ mô. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 đã khiến tác động từ giá dầu dường như trở nên nhạt nhòa hơn. Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hòa Khánh, Đà Nẵng, nhìn nhận giá dầu dù có giảm sâu nữa cũng không có tác động nhiều đến nền kinh tế vốn đang đóng băng như hiện nay. Ông Nguyễn Văn Phúc phân tích, nếu như giá dầu giảm mạnh trong bối cảnh sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường thì lợi ích trong việc cắt giảm chi phí kích thích sản xuất của các doanh nghiệp là rất lớn, từ đó kinh tế vĩ mô cũng được hưởng nhiều. Còn hiện nay, giá dầu thấp không có ý nghĩa khi sản xuất kinh doanh dịch vụ giao thông vận tải gần như là đình trệ. Với kinh nghiệm nhiều năm trong kinh doanh xăng dầu, ông Phúc cho rằng giá dầu đang đóng một vai trò rất nhỏ trong toàn bộ hoạt động của nền kinh tế. Bởi nền kinh tế đang gặp khó khăn hàng loạt các vướng mắc nội tại cũng như mới phát sinh vì dịch bệnh COVID-19. Chỉ khi tháo gỡ được những khó khăn như kiểm soát tốt dịch bệnh, hỗ trợ về mặt thuế khóa, tín dụng nhằm hồi phục được sản xuất kinh doanh thì việc giảm giá xăng, dầu mới có ý nghĩa. Theo tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, nguyên giám đốc công ty năng lượng Sông Hồng, giá dầu giảm mạnh vốn là thời cơ tốt cho nền kinh tế, nhưng trong bối cảnh mọi hoạt động đang tạm dừng, thời cơ này rất khó tận dụng. Ông Sơn đánh giá, trừ khi trong ít ngày tới một phần hoặc nền kinh tế quay lại vận hành bình thường thì cơ hội mới trở nên rõ ràng. Hiện nay chỉ ghi nhận duy nhất ý nghĩa của việc giảm giá dầu đến việc góp phần kiểm soát lạm phát, bởi chi tiêu trong lĩnh vực năng lượng bao gồm cả sử dụng xăng dầu cho sản xuất, vận tải, điện tử, chạy dầu hiện khá lớn. Ở góc độ quản lý nhà nước, đại diện phía Bộ Công Thương thừa nhận tác động tích cực từ giá dầu giảm là giúp giảm chi phí nhập khẩu xăng dầu, qua đó giúp giảm nhập siêu cũng như tiết kiệm ngoại tệ cho Việt Nam. Đồng thời, giá dầu giảm cũng tác động tích cực đến việc tiết kiệm chi phí của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, tác động tiêu cực thể hiện ở nguồn thu ngân sách nhà nước từ dầu thô sẽ sụt giảm. Chưa kể, ngành khai khoáng, nhất là khai thác dầu khí hiện đang đóng góp khoảng 7,8% trong cơ cấu GDP cũng bị ảnh hưởng. Các chuyên gia và doanh nghiệp đều nhìn nhận cơ hội giá dầu chạm đáy có thể không đến lần thứ hai trong nhiều năm tới. Bởi vậy, nếu không nhanh tay chấp thời cơ thì sẽ bỏ lỡ cơ hội. Ông Nguyễn Thành Sơn kể rằng Việt Nam đã từng bỏ lỡ nhiều cơ hội thị trường hóa mặt hàng năng lượng, trong đó có xăng dầu. Chẳng hạn như năm 1993 khi Liên Xô sụp đổ và cắt viện trợ, Việt Nam vẫn giữ chính sách bao cấp với năng lượng. Điều này vừa gây ra áp lực cho nhà nước, vừa dần biến thị trường xăng dầu trở nên méo mó, không sòng phẳng và minh bạch. Đánh giá lần sụt giảm giá dầu kỷ lục này là cơ hội tốt, hiếm có để thúc đẩy thị trường hóa, ông Sơn nói rằng. Thời cơ lần này thuận lợi, dễ dàng hơn nhiều bằng cách nới lỏng các quy định để doanh nghiệp tư nhân được nhập khẩu xăng dầu giá rẻ. Không thể duy trì bất hợp lý khi khâu bán lẻ đã tư nhân hóa rồi, nhưng khâu nhập khẩu vẫn chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhà nước. Theo ông Sơn, việc nới lỏng cho tư nhân tham gia vào thị trường không ảnh hưởng đến an ninh năng lượng và cũng không đi ngược lại so với thông lệ thế giới. Trái lại, khư khư giữ quyền nhập khẩu cho doanh nghiệp nhà nước chính là thể hiện tư duy ngược. Ông Sơn nói thêm, quốc gia nào cũng cần đảm bảo an ninh năng lượng nhưng không có nghĩa là họ giữ tư duy giao tất cả cho doanh nghiệp nhà nước. Thực tế, nhiều người mua dự trữ, nguồn cung hàng càng ổn định và bền vững. Đó cũng chính là nguyên lý của thị trường. Tuy nhiên, ông Sơn bày tỏ thất vọng khi động thái tận dụng thời cơ này chưa được thể hiện rõ trong định hướng của các cơ quan quản lý. Đại diện Bộ Công Thương cũng cho rằng nếu như doanh nghiệp nào có tài chính tốt thì nên mua dự trữ xăng dầu trong thời điểm này. Trong tình huống thiếu kho chứa có thể tính đến phương án gửi ở kho ngoại quan nước ngoài, tức là ký mua nhưng chưa giao hàng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xăng dầu nên coi đây là thời cơ để tối ưu hóa chi phí, bởi chi phí sản xuất trong lĩnh vực năng lượng của Việt Nam hiện còn cao hơn rất nhiều các nước khác trong khu vực, dẫn đến khi có biến động trên thị trường thì doanh nghiệp sẽ hứng chịu tác động nặng nề. Hát Phương, Phương Nhung, ngườilaodong.com.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp.
đăng ký ngay.